Xin chào quý vị, tôi là Nguyễn Thị Oanh. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, chúng ta ai cũng muốn mua cho gia đình những chậu hoa, cây cảnh thật là đẹp. Hôm nay tôi được đến thăm một vườn lan Hồ Điệp và tôi hy vọng rằng sẽ chọn cho mình được một chậu lan thật là đẹp, thật là ý nghĩa để trưng bày trong Tết này. Lần đầu tiên em được lạc vào một chốn rất là nhiều lan Hồ Điệp. Anh có thể tư vấn giùm em cách chọn cái chậu hoa lan nào cho nó đẹp để chơi Tết được không ạ? Một chậu hoa lan đẹp thì cần có bộ lá mạnh khỏe, xanh mướt, cứng cáp hả? Em thấy cái bộ rễ nó có tươi trắng hả? Cái đầu rễ nhọn này nó khỏe mạnh. Còn hoa, cánh hoa là căng, cái màu sắc thì tươi nhuận lắm. Thì em có tìm hiểu về ý nghĩa của các loại màu sắc rồi. Màu vàng á, là tượng trưng cho sự sung túc này. Màu đỏ là tượng trưng cho may mắn này. Màu tím là tượng trưng cho sự thủy chung này. Màu trắng là tượng trưng cho sự thuần khiết thanh tao này. Còn màu hồng là tượng trưng cho sự ngây thơ đáng yêu này. Vậy thì chắc là sau cái buổi tham quan này thì em phải mua một cái chậu lan thật là to, đầy đủ các loại màu sắc mới được. Rồi là pha hết rồi, cái gì cũng có hả? Dạ đúng rồi. Hơi tham. Dạ vâng, em cảm thấy là vào đây mình phải tham lam thêm một tí ạ. Dạ. Người ta nói là hoa nở phú quý mà. Dạ, cái này đâu có rất là nhiều hoa nữa cho nên sẽ rất là nhiều phú quý nào ạ? Các cây Hồ Điệp này thì được nhân giống trong phòng cấy mô. Dạ. Sau đó có được các cây thành phẩm thì các cây thành phẩm này sẽ được đem ra trồng vào các chậu như thế này. Dạ. Và sau 5 tháng sẽ đưa các cây con này qua các chậu có kích thước lớn hơn. Và kích thước đạt chuẩn như thế này mình sẽ nuôi trong một điều kiện thích hợp để cây ra hoa thành phẩm. Thì mình phải cần điều kiện thích hợp như thế nào để cho nó có thể sống được ạ? Đầu tiên đó là về điều kiện nhiệt độ thích hợp đó là 27 độ C. 27 độ C. Thì trong phòng nuôi của mình thì sẽ có những quạt cũng như là máy sưởi để đảm bảo nhiệt độ của nó. Tiếp theo đó là về nước cũng như là phân bón. Thì cứ sau mỗi 10 ngày thì cây sẽ được tưới nước và cũng như là sử dụng phân hữu cơ. Và đặc biệt đó là các loại cây giống của mình á, thì tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ sâu. Những cái cây nhiễm thì mình loại ra để tránh trường hợp là lây nhiễm cho tất cả các cây giống còn lại. Cái thời gian mà cây lan Hồ Điệp sau khi đưa ra khỏi phòng cấy mô đến khi mà nó ra những bông hoa đầu tiên á, thì mất khoảng bao lâu ạ? Thì có thể mất từ 1 năm rưỡi đến 2 năm. Một năm rưỡi đến 2 năm luôn? Đúng như vậy. Rất là lâu đúng không ạ? Cái ngành trồng lan này thì yêu cầu cái sự yêu nghề, đam mê cũng như tạo ra được cây thành phẩm thật là tốt. Dạ. Hoa lan Hồ Điệp của Đà Lạt rất là bền và đẹp. Các cái vườn nông trại ở Lâm Đồng cũng đang có ước mơ biến Đà Lạt thành thiên đường của hoa lan, giống như là thành cái niềm tự hào của Đà Lạt. Dạ, mình có niềm tự hào với hoa hồng này. Thì bây giờ mình có thêm một niềm tự hào đó là xứ sở của lan Hồ Điệp đúng không ạ? Sau một ngày trải nghiệm rất là thú vị ở vườn lan Hồ Điệp nhà anh thì em đã có được rất là nhiều kiến thức bổ ích, cũng như là đã chọn cho mình được một chậu lan Hồ Điệp rất là ưng ý để về trưng Tết rồi. Và nhân dịp năm mới sắp tới thì em cũng xin chúc gia đình mình có thật là nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Và đặc biệt là chúc cho vườn lan Hồ Điệp nhà mình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để có thể là mang cái đẹp tới mọi nhà. Cảm ơn em. Nhân dịp năm mới thì anh cũng xin chúc em cùng với gia đình sức khỏe và có thật nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Dạ, em xin cảm ơn.